Yo, chào các bạn, lại là mình đây, Zero. Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục câu chuyện của người sói Cahoe nè. Mình là mình sẽ lựa chọn đường đi cứu đồng Ava, đội. hold on. I'm coming. Thank you, Cahoe. If you can intercept that main force, we can handle the rest. They're regrouping before they come down on us. I've opened a shortcut for you so you can take them by surprise. Không cứu đồng đội, mất đồng đội là mốt là càng về sau chắc càng mệt nữa đó, không có người hỗ trợ. Nên tốt nhất là vẫn nên đi cứu đồng đội hay hơn, theo mình nghĩ là vậy. Bạn nào thích thổ báo một chút thì chọn con đường kêu chiến trực tiếp. I'm in position. You've got several waves of reinforcements heading your way. Get ready. Ấy à, hú cái gì mà hú. Special delivery.
Chết giùm tao. Có bớt chụp tức. Biến hình. Chết là biến hình. Nữa hả? Chiến đấu hoài vậy. Chiến đấu hoài tao mệt rồi nha. Mệt đó. Chết. Trời ơi. Kẹt góc là hết xuôi rồi. I'm in position. You've got several waves of reinforcements heading your way. Get ready. Còn phá thải hả? Vậy mà vẫn dính.
nhìn cả thanh xuân để hồi máu. Cái quái nào lại lao vô góc nữa chứ. Nằm à, cháu gì chết còn nữa hả, còn nhiều vậy. Bắn lửa gì, bắn lửa lâu vậy.
Thôi, đánh hơi bị nhiều rồi đó nha. Cái gì vậy? Ây da, da, é thằng này, dính thằng kia. Thằng đã mệt và hai thằng chứ. Cuối cùng xong. Ava, I've taken care of the reinforcements. I owe you one, Cahal. Meet up with us, then we can say goodbye to this fucking place. We'll find him. I promise you. After shocking reports from environmentalist group Lambda Mankind led to a worldwide boycott, the Endrin Energy Company has abandoned its plans to bring its biofuel to market. In a written statement, Endrin leadership expressed its surprise at what it referred to as personal and unapproved actions by former CEO Richard Watkins. Find Watkins. Pentex is very interested in his research. How?
Game đã hết rồi. Các bạn thấy hay thì like và subscribe, nhấn like và subscribe cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.